Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về dự án DealJoy. Đây là cái trang web chính thức của dự án này. Về cái việc kiếm tiền điện tử bằng cách mua sắm trực tuyến thì DealJoy kết nối với những người mua sắm trực tuyến với các thương gia yêu thích của họ để cung cấp cái cashback tiền mặt ngay lập tức. Các bạn có thể tham gia cái nhận được thông mã thông báo này hoặc tại cái giấy trắng này về để tham gia thêm chi tiết về dự án này, hoặc tham gia cái cộng đồng trên mạng xã hội trên Telegram, Medium, Twitter, Bitcoin Talk, Facebook, YouTube, LinkedIn, GitHub, Reddit. Về cái đối tác partner của dạng này cũng có Linky Capital, Vanstream Capital, Grass Busy, Web Partner. DealJoy là một cái nền tảng cashback toàn cầu trên blockchain. Với cái việc thanh toán ẩn danh, tất cả cashback DealJoy được thanh toán ẩn danh trong cái mã thông báo deal tương thích ERC20, không có cái chi tiết cá nhân. Nhờ hệ sinh thái dựa trên blockchain thì không có thông tin cá nhân xác định nào được yêu cầu đối với các thành viên của chúng tôi. Không bán dữ liệu thói quen mua sắm của bạn, không phải là công việc của ai khác, và chúng tôi sẽ giữ nó như thế. Thì đây là giao diện của DealJoy, các bạn có thể tải trên Google Play và App Store sắp có. Thì cái tiền mặt crypto cashback được thực hiện một cách thuận lợi với cái DealJoy này. Thì thương nhân được hỗ trợ bởi DealJoy thì ở đây có gồm có Nike, Philips, Shipping, Inipress, Alibaba.com, Booking.com, Next Deal Extreme, Airbay, hay Great Best. Hotel.com hay iTunes, Microsoft Store. Chiến lược giá trị mã thông báo cuối cùng với chương trình token buyback ở đây có hơn 80% doanh thu được sử dụng để mua thẻ deal từ các sàn giao dịch và để thanh toán bằng hoa hồng tiền mặt, với token đốt cháy là 1% doanh thu được sử dụng để ghi thẻ vĩnh viễn và do đó giảm tổng với nguồn cung deal. Về token staking, dự đoán cho năm 2019 tăng 10% cho các thẻ bị khóa của các thành viên deal plus, giảm nguồn cung lưu thông về tối đa hóa cái khoản tiết kiệm của bạn. Thì nếu bạn chi tiêu 250 đô la Mỹ mỗi tháng khi mua sắm và mã thông báo deal tăng 0% về giá trị thì bạn sẽ tiết kiệm được 240 đô la một năm bằng mã thông báo deal. DealJoy hoạt động giữa khách hàng và thương nhân về trao đổi, các bạn có thể theo dõi cái trên dưới đây. Thì dưới đây về giấy trắng các bạn có thể tải cái DealJoy này để tìm hiểu thêm chi tiết về cái dự án này. Đây là lộ trình roadmap của dự án. Thì quý 3 2018 thì trang web và giấy trắng trực tiếp xây dựng cộng đồng bán tư nhân, quý 4 2018 bán thẻ phát triển cái nền tảng gia hạn nhóm, quý 1 2019 thì DealJoy mở beta giới thiệu người bán và phát triển ứng dụng di động, quý 2019 đem mắt cái nền tảng công khai toàn cầu, hơn 100 người bán được hỗ trợ ứng dụng di động thông trực tiếp. Quý 3 2019 thì DealJoy cho các người cả doanh nhân hơn 500 người bán được hỗ trợ khuyến mại toàn cầu. Quý 4 2019 thì DealShop và DealFit trực tiếp hơn 1.000 người bán được hỗ trợ định vị giữa các nhà cung cấp cashback hàng đầu. Ở đây DealJoy có những cái đặc điểm nổi bật, những điểm mạnh so với top cashback hay là Airbet ở đây, với cái lịch biểu thanh toán tức thì, với cái ngưỡng thanh toán tối thiểu không có và xác định thông tin được cá nhân thu thập không có, và cái tính toàn cầu, thanh toán bằng crypto, phần thưởng đánh giá cao với cái sự phát triển nền tảng, cửa hàng tích hợp hay dự án hướng cộng đồng. Về cái chương trình bán thẻ của dự án này thì tổng nguồn cung tối đa đây là 1.400.000.000 token DEAL với tiêu chuẩn mã thông báo là ERC20 và tỷ lệ ban đầu là 1 Ethereum bằng 40.000 DEAL token. Về cái token để bán là 70% tương ứng là 980.000.000 token DEAL. Mũ mềm là 1.700.000 token và mũ cứng là 8.400.000 token. Thì phân bổ mã thông báo ở đây với cái chương trình giảm giá 70% cho bán tư nhân công khai, 10% dành cho dự trữ công ty, đội nhóm 10%, cố vấn chiến lược 5% và tiếp thị marketing là 5%. Phân bổ quỹ ICO thì phát triển 40%, tiếp thị marketing 3%, đối tác chiến lược 15%, hoạt động 10% và pháp lý là 5%. Thì cố vấn chiến lược của cái dự án này thì cố vấn kinh doanh là Andres Zagadin, cố vấn sản phẩm là JD Rukisu, cố vấn chiến lược Ani Onumen, tiến sĩ Zubi Wong, cố vấn pháp lý Marco Casici, cố vấn ICO Mark Van Strum, cố vấn chiến lược nhóm DealJoy gồm giám đốc điều hành và người sáng lập là Tumo Lani, CCO, CEO đầu sáng lập là Oli Sapila, CTO là Aliki Kunen, Temu Grotvit là nhà phát triển phần mềm, Gani Luken, trưởng phòng tăng trưởng, người đứng thiết kế đầu tiên là Disco Vascao và Asa Holland là nhà phát triển brand end cao cấp. Thì đấy là cái đội ngũ của dự án này, gồm những con người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực và những tâm huyết đối với cái nghề
và DealJoy là một nền tảng tiền mặt toàn cầu tập trung vào cái quyền riêng tư để thiết kế để kết nối với người mua sắm trực tuyến với các thương gia yêu thích của họ để cung cấp cái tiền mặt tức thì. Thì trên đây là cái chương trình những thông tin cơ bản về cái dự án DealJoy này trên trang web chính thức của dự án DealJoy.io. Các bạn có thể tham gia DealJoy ngay bây giờ để nhận được cái những giá trị về dự án này hoặc tham khảo trên các mạng cộng đồng về cái dự án này trên Twitter, Medium, Telegram để tìm hiểu chi tiết hơn về cái đội nhóm này và tham gia DealJoy ngay bây giờ với cái mô hình mua bán và cái giá trị mà DealJoy mang lại. Thì trên đây là những thông tin cơ bản về dự án này, các bạn có thể tham gia về cái chương trình mua bán tư nhân đó. Về cái chương trình mua bán tư nhân này các bạn có thể join vào đầu tư để cách đăng ký về cái dự án này. Thì ở đây mua bạn có thể tạo ra cái cơ hội tham gia chương trình mở bán riêng tư này với đóng góp tối thiểu là 20 Ethereum và tất cả các đăng ký này sẽ được đánh giá riêng bởi cái nhóm DealJoy bằng cách gửi thông tin và sử dụng cái kênh sale là để liên lạc với dự án này. Và các bạn có những câu hỏi có thể có thắc mắc về cái dự án này có thể gửi về hòm thư investor@dealjoy.io và cung cấp những địa chỉ email hay là có địa chỉ của bạn để tiếp tục đăng ký tham gia cái dự án này. Đó. Thì đây là cái trang web và các bạn có thể tham gia cái Telegram. Hiện tại cái mạng xã hội này đã có 2.485 người tham gia. Các bạn có thể tham gia để có những câu hỏi, trao đổi những câu hỏi thắc mắc của mình để đội ngũ support của chúng tôi hỗ trợ các bạn trả lời những câu hỏi của các bạn thắc mắc. Trên đây là cái video của mình review đánh giá cái dự án DealJoy này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.